Xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Sáng mình trả phòng rồi, ghé đây ăn bún bò cả nhà. Bún bò Bà Diệu. Có địa chỉ luôn. Ở đây cơ sở 2, còn cơ sở 1 thì gần cái cầu Rồng á. Ăn trễ quá người ta dìa hết rồi. Này bún bò hấp cẩm cả nhà. Chào cả nhà. Sáng nay mình đi ăn bún bò. Ăn bún bò rồi lên đường về Quy Nhơn. Trên đường về chắc có thể là mình Đà Nẵng mình còn ghé một hai điểm nữa. Rồi sẵn rồi mình trên đường mình về Quy Nhơn luôn. Để coi con Ngũ Hành Sơn đi nổi không. Mấy nay đi nhiều quá, đi tính ra cũng hơn một tháng rồi. Chân cẳng nó cũng hơi đuối. Ngũ Hành Sơn là phải leo núi, trên đó thì chùa cổ. Này mình kêu thêm cái giò bò. Mới đi nước súp thử đậm đà ngon lắm đó nha. Nhưng mà có cái đây không có rau. Nước súp đậm đà ngon. Rồi ăn thôi rồi lên đường tiếp tục. Không có rau. Ta hay ăn tỏi ngâm với hành ngâm, ớt ngâm, củ hành tím. Có miếng ăn hay không? Không. Biển xanh cát trắng cả nhà. Phía bên đó là chùa Linh Ứng đó. Có hình tượng Phật Quan Âm quay ra hướng biển. Đây người ta đang bay dù lượn cả nhà. Biển ở cái mặt này nó xanh trong lắm cả nhà, xanh biên biếc luôn. Phía bên cái mặt chùa Linh Ứng, bên đây đá nhiều, biển nó xanh trong, nhưng mà người tắm nó sẽ ít hơn là bên cái hướng bên kia nó an toàn hơn. Hướng bên ngay chỗ bãi biển Thanh Khê á, nó an toàn hơn. Bên đây kiểu như là sườn núi, ở dưới là biển. Ghé ngay chỗ gần bàn uống cà phê ngắm biển dưới đây cả nhà. Biển đây bữa nay vô mùa hè nắng đẹp. Trên đó có cái bờ lai cam đang bay. Biển trời nắng nước nó xanh trong. Đây khách Tây rồi người ta cũng ngồi uống cà phê nhiều. Có cái đường đi xuống nữa. Đường đi xuống bên đây nè. Giờ mình đang đi trước rồi. Giờ đi xuống dưới chụp vài tấm hình rồi đi lên. Quay ra ghé chùa Linh Ứng. Chùa Linh Ứng mà có tượng Quan Âm á. Mấy cái bờ lai cam của anh Tây này cũng cỡ 30-40 triệu một cái. Ôi trời ơi, xin chào. Mấy bà la cam mà bự bự vậy đó là nó tầm cỡ 30 triệu tới 40 triệu. Còn mấy cái mà nhỏ nhẹ nhẹ nó rẻ mười mấy triệu cũng có. Rồi mấy cái nhỏ nhỏ nó bay bị chao đảo gió thổi cái là rớt.
với lại hình ảnh quay nó cũng không có được đẹp nữa, nó dở. Ô, đường khó đi, đi từ từ vậy. Đường hơi khó đi. Đường xuống nó rất là gồ ghề và khó nha. Cái này này trời khô á. Trời đang khô mới đi được, cái này trời mưa là thua luôn. Từ từ. Có gì vậy, ngồi xuống cho dễ như vậy. Nó có chợt ngồi bệt xuống đại đi. Khó đi lắm. Sau một hồi xuống núi, mình đã tới rồi. Đó, thấy biển rồi đó. Cái này một chút xíu leo lên nó mới phê nè. Cái này đúng là leo núi luôn á. Đường đá trong trên gập ghềnh này nè. Nhiều người đi xuống đây lắm, nói đẹp lắm. Hồi nãy ở trên mình nhìn xuống thấy cũng vừa vừa, không đẹp lắm. Nhưng mà đấy, giờ mình xuống dưới đây coi nó làm sao nha. Xuống dưới đây nhìn thấy cũng đẹp thiệt cả nhà. Có mấy người người ta có kính lặn á, người ta lặn dưới đây người ta dòm được ở dưới. Có mấy người ta đem đồ ăn xuống đây người ta ngồi ăn á. Quá trời nắng. Hồi nãy là mình tuốt trên sườn núi cho nó đó, mình nhìn xuống dưới đây nè, giờ là mình lội lượt xuống dưới đây rồi. Nước trong lắm. Thấy mấy bãi biển bãi đá về làm nhớ lại hồi còn ở Nhật, cứ đi biển bắt con này con kia suốt luôn cả nhà. Đây người ta gọi là gần bàn Đà Nẵng. Đó, cái đằng cục đá bự bự tuốt là đó, đó. Nó có nguyên cái đá nó bự bự, nó bằng bằng vậy đó. Chắc là có thể là như vậy, người ta kêu là gần bàn. Còn ở đây thì đá nó lởm chởm vậy nè. Nó chạy lên nè. Chạy lên đâu rồi? Lên trên gấp đá. Kìa, trên đây mấy con nữa nè, khí con à. Đâu. Kìa, nhóc. Ồ, luôn. Đây là thải hạt. Ở trong cái lùm đó hơi khó thấy xíu. Vậy là cái khu này khỉ nhiều. Bởi vì nãy người ta để cái bảng là cấm cho khỉ ăn đó. Nó len lỏi trốn trong đó. Nó xuống này nó uống nước ngọt. Ở đây á, đá nó chảy nước ra cả nhà, cái cục đá nó chảy nước ra này cho đó. Trong cục đá, tự nhiên cục đá nó bị nứt rồi cái nước nó chảy ra, hay vậy chứ. Nước ngọt đó trong lòng đất nó chảy ra, khỉ nó tập trung đây nó uống. Xuống ngắm biển xong rồi bây giờ mình đang leo lên lại. Mấy khách Tây này đang đi xuống nè, mình thì đang đi lên. Giờ mình đang đi lên, người ta đang đi xuống. Đường dốc. Trời, nó nóng nó nổi mà cái mặt nó hực. Lửa nó đốt. No.
Tay còn khó đi mà. Rồi giờ vợ chồng mình đi lên tiếp. Đi lên là phải đu cây vậy đó. Mình đi đằng sau để hộ tống. Còn đi xuống thì mình đi trước để mình đỡ. Đi lên thì mình đi đằng sau. Đi xuống dưới đó chụp hình chỉ là phụ thôi. Cái chính là kiểu như là thử thách bản thân mà xuống núi với lên núi leo núi vậy cả nhà. Dài có độ bám chứ. Ừ, cái này dài mềm á. Dài mềm có độ bám chứ cái đế được coi là sẽ đi được. Dài dài mềm mà bằng phẳng là dễ đi. Dài cứng nó dễ chợt lắm. Đó chợt cái đó. Tại lúc lên á có cây để mình bám, chỉ sợ chợt chân người ngã xuống thôi. Rồi đã leo lên được tới trên rồi. À, bây giờ mình chạy lại đằng cái chùa Linh Ứng. Trước mặt mình đó có cái tháp đó với cái hình có tượng Phật đó cả nhà, trước mặt mình. Rồi mình đã chạy lên chùa cả nhà. Thấy người ta đi vô đây quá trời, để mình đi vô đây trước rồi. Thanh tịnh trang nghiêm trí tuệ. Ở đây là chùa Linh Ứng Bãi Bục. Còn hôm bữa là mình đi chùa Linh Ứng ở trên Bà Nà Hiêu, là hai ngôi chùa rồi, còn một ngôi chùa nữa cả nhà. Ở đây ở Đà Nẵng tới ba ngôi chùa Linh Ứng đó, của một vị trụ trì xây thôi mà ba chùa. À, ngay chỗ cái bãi gửi xe Honda á, sát bên cái bãi gửi xe là mình đi vô đây là vô chỗ tượng Quan Âm trước. Vậy là mình tới Đà Nẵng mình có duyên với hai chùa Linh Ứng thôi, còn một ngôi chùa nữa mình đi không hết, tại vì không có thời gian nhiều quá. Đây tượng Quan Âm. Bây giờ mình vô chánh điện trước, rồi xong rồi mình ra tượng Quan Âm sau. Đây là chánh điện chỗ chùa, ngay chỗ tượng Phật Quan Âm. Mình đang đứng phía trong chánh điện. Hai bên thì mới đầu vô thì thờ hai vị hộ pháp Chi Tôn Bồ Tát. Giờ mình bước vô phía bên trong. Phía bên trong thì chính giữa là thờ Phật A Di Đà. Nhưng mà người ta đang tu sửa cho nên người ta quấn bọc ni lông lên cho nó đừng có bụi. Bên cánh tay phải thì thờ Quan Âm. Đây, người ta đang sửa chữa cho nên là đậy mũ lại cho nó đừng có bám bụi vô. Chính giữa là Phật A Di Đà, bên phải là Phật Quan Thế Âm. Bên đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là hai vị hộ pháp. Còn chính giữa mà xích đằng trước thì Phật Di Lạc.
khung viên đằng trước nè là tượng Quan Âm. Bây giờ mình đi vòng ra đằng trước là lại tượng Quan Âm. Chùa Linh Ứng, bãi bụt Sơn Trà. Ở đây là hướng ra biển. Tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát là mặt hướng ra biển, lưng tựa vào núi. Giờ mình sẽ đi vô phía bên trong đài sen. Đài sen với chân tượng Phật Quan Thế Âm. Mấy cái cây cảnh ở chùa nhìn nó rất là đẹp đó nha. Kiểu như mấy cây bonsai vậy đó. Đây, phía bên trong đài sen với tượng Quan Âm, chính giữa thì thờ Phật A Di Đà, bên phải thì Phật Quan Thế Âm, bên trái thì Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên trong thì thờ ba di tượng Phật. Rồi xong rồi, giờ mình di chuyển qua bên chỗ đầu tiên vô gửi xe cả nhà. Có bé chó Unu Unu. Thiếu oxy rồi. Đây khỉ nhiều cả nhà. Đây có ba con khỉ con, một con khỉ bự. Bé gái cưng quá. Bé gái này người Nhật hay người Hàn vậy? Quá trời xe giường nằm khách tham quan cả nhà. Cái chỗ này là cái tháp Xá Lợi. Đây có tượng Phật nằm. Qua bên đây giếng Phật nằm cái nữa là coi như là xong hết rồi đó. Đây là tháp Xá Lợi. Bây giờ mình đi vô phía bên trong. Tượng Phật nằm thì sau lưng mình. Phía bên trong tháp Xá Lợi thì mới đầu vô thì cũng có hai vị hộ pháp, với chính giữa là thờ Phật A Di Đà, hai bên là thờ Phật Quan Thế Âm. Phía trước khung viên chùa là tượng Phật nằm. Đó, tượng Phật nằm sau lưng cái cây màu xanh xanh đó cả nhà. Phía xa xa đằng đó là tượng Quan Âm đó cả nhà. Coi như là mình ghé chùa Linh Ứng viếng Phật xong rồi, giờ mình chạy qua bên chạy về Quy Nhơn. Đây là tượng Phật nằm, tháp Xá Lợi.
Trong đây mình không có đi chi tiết hết, đi chủ yếu mấy cái chỗ lớn lớn ở trong chùa thôi. Phía bên đây còn tượng Phật A Di Đà ngồi gốc cây, cái này không biết cây da hay cái gì cả nhà, chứ không phải là cây đa. Gốc cây này cũng bự lắm, cũng lâu năm mà. Xung quanh là những con nai với mấy vị tôn giả. Ghé chùa Linh Ứng xong rồi, ở bên đây là núi Ngũ Hành Sơn cả nhà. Mà giờ này chiều rồi, 2 giờ chiều rồi, mình còn đi xuống dưới Quy Nhơn nữa, chắc không kịp giờ. Cho nên là chắc mình không ghé đây rồi, chỉ đứng phía ngoài nhìn cho biết núi Ngũ Hành Sơn thôi cả nhà. Tại vì chùa trong đây á, là mình cũng phải leo núi nữa. Mà leo núi giờ đuối leo cũng không nổi. Đi có thang máy nữa cả nhà. À đây có bán vé nữa. Đây đây có chỗ bán vé đây, 20.000 người à. Đó, vô tham quan chùa ở trong động, trong núi. Phía bên hồng bên đây có thang máy đưa lên nè, khỏi lộ bộ quá nha. Thôi giờ mình đi tiếp xuống Quy Nhơn. Tại nếu như mà mình ghé trong đây á, đi núi đi chùa này á, là mình sẽ ngủ ở đây thêm một đêm nữa là mới đi kịp. Tại đi vô đây tới chiều nó rộng lắm, tới chiều chiều tối tối mới ra kịp. Thôi mình đi tiếp, giờ cũng 2 giờ mấy rồi. Đậu xe phía bên ngoài. Rồi giờ lên đường đi tiếp thôi, tại mình không có thời gian nhiều, tranh thủ về còn đi đám cưới thằng bạn nữa. Cái thang máy đó nhìn tiếu thiệt chứ. Thang máy lên núi. Đang ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Về tới Quảng Ngãi rồi, ghé ăn cái món giòn. Giòn hột vịt lộn. Giòn bữa ăn ngon quá, bữa nay đi ngang đây cũng chiều à, 5 giờ chiều à. Tới bụng rồi ghé ăn. Ghé ăn giòn cái rồi mình đi tiếp xuống dưới Bình Định, Quy Nhơn. Đây cả nhà, giòn đã ra tới. Giòn, trứng lộn, bánh đa. Nãy trên đường đi phải quay lại lần 2. Nãy trên đường đi thấy bánh mì heo quay cũng ngon quá, mua mà chưa kịp ăn đó nè, đem theo. Chưa kịp ăn nữa là chạy tới Quảng Ngãi rồi. Rồi thôi ghé ăn giòn trước đi. Ăn bánh mì nổi nữa thì ăn tiếp, còn không thì đem theo. Không, đậm đà rồi. Người ta nêm vậy nè, kiểu như là cái nước ngọt tự nhiên á, chứ không có mà gia vị nhiều. Ăn vậy nó cảm thấy nó thanh hơn. Đập trứng lộn bỏ vô nữa nó còn đậm đà hơn nữa. Đậm đà tự nhiên. Đi từ Đà Nẵng, Đà Nẵng đi đi qua Quảng Nam, đi hết đất Quảng Nam rồi tới Quảng Ngãi. Bây giờ ăn xong rồi đi hết đất Quảng Ngãi là sẽ tới Bình Định, Quy Nhơn. Thôi tranh thủ ăn đi tiếp đấy nha, cũng chiều rồi. Ở đây cái nước giòn người ta nêm cảm thấy ăn nó thanh đạm lắm, nó không có quá nhiều gia vị. Bánh đa này nè mình có thể bẻ vô ăn chung. Quảng Nam Quảng Ngãi người ta ăn bánh đa nhiều, Bình Định đó bánh đa bánh chén. Cái con giòn này nó giống giống như con hến. Dạ. Nó ở nước lợ nha, chứ không phải ngoài biển.
không phải trong sông nữa, nó kiểu nước lợ ở ngay mấy cửa sông rồi đó, cửa sông cửa biển. Rồi, mình đã tới Quy Nhơn cả nhà ơi. Cầu này là cầu Thị Nại, qua cầu Thị Nại này là vô thành phố. Rồi đã tới thành phố Quy Nhơn rồi cả nhà, Quy Nhơn City. Ồ, sau đó là nguyên cái núi đá nha. Quy Nhơn thành phố du lịch. Đây như là quảng trường đấy cả nhà. À, mình tới đây cũng tối cũng trễ rồi, giờ mình chạy đi kiếm nhà nghỉ. Nhà nghỉ Phan Huy trong hẻm, hẻm hơi nhỏ nhưng mà gần gần bãi biển luôn. Bước ra hẻm là tới lộ, từ lộ lại biển khoảng chừng 100 mét, tại vì ngay ngay biển luôn. 200 một ngày, còn đêm thì ngủ qua đêm thôi thì chỉ có 170-180 thôi, còn ở nguyên ngày luôn thì hay. Đây cái nhà phòng nó nhỏ chứ không có bự, nhưng mà được có cái là nhỏ gọn sạch sẽ, máy lạnh máy quạt là đầy đủ. Được cái là nó sạch sẽ, nó gọn. Nhà tắm nó cũng có chút chiếu mini. Nhận phòng xong rồi bây giờ mình chạy đi lòng vòng kiếm hủ tiếu ăn. Hội tụ phát triển. Ê, bãi biển gió thổi mát quá trời cả nhà. Đây nha, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành. Về tới miền Trung rồi kiếm được hủ tiếu gõ mừng hết sức cả nhà. Hổm gà ra miền Bắc đâu có ai bán hủ tiếu đâu. Rồi ăn hết cả nhà ơi. Tô hủ tiếu bình thường thôi nhưng mà nó rất là ngon, tại hổm gà lâu lắm rồi không có được thưởng thức cái mùi vị hủ tiếu. Hổm gà ăn bún là nhiều. Hình như hủ tiếu gõ hay mình biết là nó xuất phát từ miền Trung á, đem vô trong miền Nam mình bán. Ngon không? Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Chợ đêm Quy Nhơn, tính ghé chợ đêm mà thôi giờ này trễ, trong đây cũng bán quần áo rồi, cũng giống giống như bên Đà Nẵng vậy cả nhà, mà nó nhỏ Đà Nẵng, đây bán quần áo. Giờ mình về nghỉ ngơi, bữa nay đi đường xa cũng đuối rồi, thôi mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình.